Chào em, anh là Mạnh đến từ kênh Đức Mạnh Official. Anh là người theo dõi cái vụ việc của em từ đầu đến cuối và cộng đồng mạng cũng rất là quan tâm đến vụ việc của em. Hôm nay anh đến để phỏng vấn em cho mọi người biết trong cái vụ việc của em thì có gì mới hay không, và kể từ cái lúc mà anh phỏng vấn em trước đồn công an đến giờ thì đã có cái kết luận thanh tra chưa? Mong em cho biết. Dạ, nói chung là từ khi mà anh phỏng vấn em trước đồn công an á, tới giờ là em chưa nhận được một cái kết quả gì hết á. Với lại em có một cái bức xúc là trong vụ việc mà cán bộ Huỳnh Tấn Minh á, em và cường đoạt em 6,2 triệu đồng do lỗi không biển số xe á. Nói chung là ông Minh á đã rút trong bóng của em lấy của em 2 triệu đồng á, với lại tiếp tục em thêm 3 triệu á. Thì sau đó về em thì em thấy bức xúc và em có làm một cái đơn tố giác á lên chỗ thanh tra công an thành phố Hồ Chí Minh á, nhờ bên công an thanh tra thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với em bắt quả tang á. Thì lại bên thanh tra công an thành phố Hồ Chí Minh không phối hợp với em bắt quả tang mà lại đi báo bên giao thông á, thì bên giao thông lại báo xuống cho bên chỗ nơi làm việc của ông Minh á, thì chẳng khác gì đánh đồng tới ông Minh á, liệu có khách quan không á. Thì khi mà em gửi cái đơn mà lên chỗ bên thanh tra á, 15 ngày sau á thì báo chí lên đầm đổ, thì bên thanh tra mới bắt đầu ra cái quyết định á, quyết định xử lý vụ việc trong 30 ngày á. Và trong cái quyết định đó là kể từ ngày 27 tháng 5 á, quyết định 30 ngày là cho đến ngày 27 tháng 6 là 30 ngày, rồi cộng thêm 8 ngày nữa là coi như là ngày đến ngày mùng 5 tháng 7 á là có kết quả. Nhưng hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 rồi mà em chưa nhận được một cái kết quả gì hết á. Thì em thấy là nếu mà ngoài đời thường mà nói chung là người dân mà đụng đến một cúc áo của công an á thì bị bắt và lên xử lý liền á, mà trong khi đó em là người có cái đơn tố giác tội phạm lên á, mà em đã cung cấp đầy đủ chứng cứ của cán bộ ông Minh đấy á, mà cho tới giờ là quá 30 ngày rồi mà vẫn không nhận được một cái kết quả hay là một cái phản hồi gì hết á. Thì trong khi đó là trước đó là em đã lên làm việc với bên thanh tra rất là nhiều lần rồi, cũng đã lấy lời khai của em và lấy cái ghi âm của em và lại thu giọng đó của em để đi phân tích rồi, mà hôm nay vẫn chưa có cái kết quả gì hết.